với lại như BD. Hồi đó ảnh trắng môi đỏ, xong rồi tóc thì dài ngang vai. Mà chị biết cái mốt ngày xưa mà năm 2012 mặc cái quần mà sệ sệ đít á, ảnh mặc có nửa cái đít nào. Trời ơi, em nhìn nó trời, cái thằng này sao mà nó gớm quá. Về nhà sau em mở cửa ra em thấy ơ cái thằng điên này sao tự nhiên đứng trước nhà mình. Là anh ta là vác ba lô rồi cứ đầy đủ sẵn sàng, chỉ đợi em mở cửa là lao vô thôi. Thì khi em đứng lên thì lập tức là ảnh cho em một trưởng, là em té đập mặt xuống đất luôn. Là Nguyễn Tân Phi Nhật, 30 tuổi. Nghề nghiệp của em là shipper cho vợ. Như vậy đây là bà chủ bán hàng. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuật và chào khán giả. Em tên là Trần Mộng Thu, năm nay em 31 tuổi. Công việc chính của em là buôn bán quán cơm nhỏ và có một tiệm ăn vặt kết hợp với bán online trên mạng. Bà nói nghe nè, có được trả lương không? Ngày nào vui thì vợ trả lương, còn nào không vui thôi ăn cơm ba bữa rồi xong. Hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Em sinh viên năm cuối, còn ảnh lúc đó đang học sinh viên năm 2. Thì tụi em đi làm thêm ở một cái nhà hàng ở quận Tân Bình á. Anh chàng không biết sao mà lại kết em từ lúc đó. Trong một dàn chân dài em đi qua đi lại thì thấy vợ em là người đặc biệt. Lúc đầu thì em thấy anh cứ theo em thôi, tại anh nhỏ tuổi anh em mà lại cấp dưới em nữa. Với lại như BD, hồi đó ảnh trắng môi đỏ, xong rồi tóc thì dài ngang vai. Mà chị biết cái mốt ngày xưa mà năm 2012 mặc cái quần mà sệ sệ đít á. Anh mặc có nửa cái đít nào. Trời ơi, em nhìn nó trời, cái thằng này sao mà nó gớm quá. Mà cứ đi theo em suốt thôi. Theo em chắc cũng phải cả năm á. Lúc đó là cái gu của em là gu lớn tuổi cơ. Còn mấy cái gu này, gu dốc nhóc là em không để ý. Và tại sao em lại đổ? Em tốt nghiệp xong em làm ở đây em thấy là không ổn rồi, em quyết định về quê. Em đuổi em bỏ đi rồi thì là vác ba lô về với nhà em, anh dầm ở về luôn. Vậy đó hả? Dạ. Quê em ở đâu? Dạ quê em ở Đồng Nai. Quen bà xã là nhà em bị sự cố cho nên là chuyển về Bình Thuận. Và khi mà vợ về quê là đu theo, đi theo luôn. Đu theo luôn. Đến lúc em về nhà sau em mở cửa ra em thấy ơ cái thằng điên này sao tự nhiên đứng trước nhà mình. Là anh ta là vác ba lô rồi cứ đầy đủ sẵn sàng, chỉ đợi em mở cửa là lao vô thôi. Ủa nhưng mà cha mẹ thì sao? Bác ba mẹ em hỏi cái thằng này thằng nào. Nhưng mà anh chàng rất lì, không chịu đi. Không chịu đi. Hồi tối ngủ làm sao? Ngủ dưới bếp. Mà nhà vẫn cho ở hay hả? Chắc là ba mẹ em cũng thấy tội nghiệp. Em dùng cái gì để gọi là em chinh phục hai bác ở nhà vậy? Thì lúc đầu nhà bà xã em ở trong cao su mà, thì có đất rẫy đó. Thì bố vợ đi làm cái gì thì mình làm cái đó. Đi theo ông mà cuốc đất thì lè lưỡi luôn đó. Mà không dám rên. Không dám rên. Rên thì sợ đuổi về Sài Gòn lại sao? Không dám rên. Đó là dạ, căng lên nói sao được không con? Dạ được. Được chú ơi. Chú tới đâu con theo tới đó. Trong bụng thôi. Chắc phải về. Chắc chết. Chịu không nổi. Thì mẹ vợ lúc đó cũng bán cơm, khách khứa thì bê dĩa thế nọ, rồi rửa chén rửa bát, rồi nói chung là làm. Làm khi nào mà chịu thì thôi. Xác định rõ ràng. Xác định rõ ràng luôn. Chịu thì thôi. Là cực kỳ ly. Thì lúc đó là em quyết định xin phép ba mẹ là cho tụi em ra thị trấn. Hai đứa quyết định ra thị trấn rồi bắt đầu lập nghiệp ngoài thị trấn luôn. Và hai đứa sống chung với nhau. Dạ. Ở trong nhà là đã có tỏ tình với nhau chưa? Từ xưa nhờ ảnh không giờ tỏ tình em. Cứ coi như là mặc định là bà biết là tôi thương bà thôi. Thương. Bà đúng biết tôi thương bà thôi. Tỏ tình là không có trong từ điển của em. Rồi, sống chung như thế nào? Lúc đầu là đi làm thì cái chỗ đó làm nhận em. Tại lúc đó em chuyên ngành quản lý nhà hàng khách sạn. Này lúc đó bỏ học rồi, đâu có bằng cấp gì đâu. Nói với ông chủ là thôi thằng này thằng em. Nhận nó luôn đi. Thì giả danh hai chị em như vậy là 6 tháng. Đến khi mà bị phát hiện rồi thì ông chủ nói hai thằng bay lừa tao. Rồi thì em quen nhau được 4 năm. Nhưng mà hai đứa mà sống với nhau ở ngoài á, bắt đầu từ tách ly ra. Dạ. Là sống có sống thử với nhau đúng không? Dạ có. Và chắc chắn là cái lần đầu á là khi mà đến với ảnh là lúc đó là có nghĩa là giống như là một cuộc phiêu lưu hay là vì mình yêu mà mình chấp nhận cái chuyện đó. Giống như em chấp nhận. Em thử cảm giác. Dạ. Còn ảnh thì giống như rung. Em không rung nhưng mà ảnh rất là rung. Em bị tấn công đúng không? Dạ. Dạ luôn kìa. Tấn công mà không được. Bây giờ lại bị tấn công ngược lại thì đỡ không kịp, gọi là đỡ không kịp. Tụi em ở chung với nhau là 4 năm. Dạ 4 năm. Đúng không? Ở trong 4 năm đó, cái chuyện tình cảm nó có trơn tru mọi thứ không hay là nó có sóng gió? Dạ nhiều sóng gió anh. Mà ảnh cực kỳ ghen. Trong 4 năm nó phải nói tốc độ cường độ anh ghen nhiều hơn yêu nữa. Tức là một tuần ghen mấy lần? Chỉ cần em đứng mà nói chuyện với người đàn ông là ghen rồi. Rồi có khi nào động tay động chân không? Dạ có. Cũng nói chuyện bàn bạc công việc vậy rồi thì đến khi anh cảm thấy là anh nói em đứng lên nhưng mà em đang làm việc nhưng mà anh không em không đứng lên được, phải xong cái công việc của em
Thì khi em đứng lên thì lập tức là anh cho em một chưởng, là em té đập mặt xuống đất luôn. Wow. Là xô? Là xô em hay là đánh em hay là như thế nào? Giống như dọc vậy đó, nhưng mà cái sức đàn ông thì họ kìm lại, nhưng mà cái sức của em thì nó ngã luôn. Em dập mặt xuống thì chảy máu miệng xíu. Sau đó như thế nào? Thì em bỏ luôn, quyết định chia tay luôn. Bao lâu? Mấy là 3 tháng. Ừ. 3 tháng ít ạ. Ít rồi. 6-7 tháng. Tại sao lại quay lại? Khi bỏ em xong bắt đầu anh sa đọa, anh đi chơi, anh lên Sài Gòn, anh đi lúp, anh đi bar, anh đi lắc rồi tùm lum. Anh cảm thấy là nếu mà bây giờ mình cứ buông anh như vậy chắc chắn anh sẽ xa lầy. Thì cũng cho anh thời gian để mà anh biết được là không có em thì anh sẽ như thế nào. Thì đến khi mà anh quyết định anh sửa được cái tính ghen đó thì em mới quay về. Rồi bao lâu thì các bạn mới cưới nhau? Quay lại chắc cả năm anh hả? Bác sĩ kêu cưới. Bây giờ tụi em lấy nhau bao lâu rồi? Hôm nay chính thức là 5 năm. Rồi sau khi cưới các em có gặp khó khăn gì không? Dạ khó khăn thì nhiều. Tại vì cưới xong á là hầu như là tiền sính lễ bên đàn gái á cho ba mẹ em hết. Vợ chồng em lúc đó là coi tài khoản thì chỉ còn có 12 triệu thôi. Mới nói chồng ơi giờ người ta cũng đi hưởng tuần trăng mật, giờ ông để hai chồng sao? Thì chồng nói chơi luôn em. Đến khi về thì là còn có 2 triệu. Đó là không thể nào ở chung ba mẹ được. Tụi em mới quyết định là ra mướn phòng trọ. Tiền nhà đó là 1,6 triệu. Thì còn 400 ngàn. 400 ngàn lúc đó em đã bầu 5 tháng rồi. Thì không thể nào trở lại công việc quản lý nhà hàng nữa. Thì ông xã vẫn đi làm công việc bình thường mà lương đó của ảnh ít lắm. 400 ngàn này em sẽ đi mướn một xe nước mía. Em sẽ ra chợ đêm bán. Cứ 5 giờ chiều ra bán đến 10 giờ đêm. Chợ chống thương sao anh? Bán có buổi tối không mà cứ một đêm thu vô 1,000,000. Cứ chạy hoài đến khi em sanh em bé luôn. Rồi bắt đầu là em mở thêm một cái quán cơm nhỏ. Là cho tới giờ luôn. Tới giờ luôn. Vậy đó hả? Hay quá. Bây giờ cuộc sống của hai em là coi như về mặt kinh tế là ổn định. Đúng không? Ổn định. Vậy thì nhân đây chúng ta khui tật xấu nhau luôn đi. Thấy không? Anh ấy có tật xấu gì không em? Ảnh thì ok lắm. Từ các việc nhà các thứ ảnh làm hết cho em. Thậm chí giặt đồ giặt đạc ảnh làm hết. Con cái anh chăm sóc, tắm rửa cho con hết, đi học. Nhưng mà bị một cái tật đó làm lãng trí. Ví dụ như là em nói là anh ơi em thiếu bịch đường, anh chạy qua bên kia mua cho em bịch đường. Ok, chạy qua bóc điện thoại, bà ơi bà kêu anh mua gì? Em kêu anh mua cho em bịch đường. Ok, cúp máy chạy về. Bịch muối nè em. Trời ơi em cố tình hay là em quên thiệt? Em quên thiệt. Hoặc là ví dụ em nói là anh ơi cái chị khách này công ty nè, chị đặt cái tiền này là 1,070,000. Ok vợ, chạy vô. Vợ bao nhiêu? 1,070,000. Ok vợ, tí đi về 1,000,000. Phải ô 70,000 đâu. Ủa anh nhớ 1,000,000 mà. Trời sao. Còn thật xấu gì nữa không? Dạ, anh thấy đó. Chồng em rất hiền. Tức là thích khoe. Khoe khoang. Ví dụ như vậy này, anh ơi bây giờ cái xe này nó nhỏ quá, em sẽ đổi một cái xe 7 chỗ lớn hơn để cho vợ chồng mình đi du lịch, bạn bè chở nó rộng. Nhưng mà chắc cuối năm em mới đổi được. Anh chọn đi, anh thích xe nào em sẽ cố gắng. Hai chồng mới bàn tối thôi. Sáng mở cửa ra, ê Thu tao nghe mày nói, nghe thằng Nhật nói hôm nay mày đổi xe phải không? Mày bác đâu là ở dưới nhà nội. Ủa con chuẩn bị đổi xe hả Thu? Đó là ý như rằng là cả làng cả xóm biết hết. Dạ chưa tỏ mà ngõ đánh không à. Em cũng thật thà, em lại tưởng thiệt. Tưởng thiệt là ngày mai mua. Rồi giờ tới em đó Nhật. Kính thưa anh Quốc Cường, chị Hồng Vân và khán giả ở đây. Hôm nay là em được phép nói xấu vợ em trên truyền hình và cho cả nước biết luôn. Mặt đỏ chưa kìa. Anh trông mong lắm anh. Anh trông mong lắm. Em trông mong tới ngày này lâu lắm rồi. Bây giờ mới nói được. Rồi nói đi em. Nhất là Nói nhiều vô địch. Anh cứ nghĩ đi. Kẹo sinh gôm đi mà anh em mình nhai hết ngọt là không ăn nữa. Đấy hết ngọt vẫn còn nhai là anh hiểu là bộ đồ ngủ á, mặc một tuần không giặt. Em nói em bộ này anh thấy mà em mặc 5-6 ngày rồi. Chưa, mai mới là 7 ngày giặt đi sớm. Còn mà ngày nào mà em mà quên giặt đồ phơi á là ngày đó không có đồ mặc luôn. Đợi em thì chắc không bao giờ có đồ mặc. Còn gì nữa? Bây giờ kể ra đây ngại lắm. Cứ kể đi, không sao cả. Dạ. Bây giờ mọi người muốn nghe đúng không ạ? Có cái tật hay thả bom. Thả bom. Nó là cái mùi thơm, mùi đặc biệt. Ví dụ đi một đám đông đi mà thả bom phát là em biết liền. Đương nhiên là quen mùi luôn đó mà. Quen mùi luôn, em biết vợ em rồi nhưng mà em đâu dám nói. Mình cũng giả vờ bơ. Nhưng mà sống đây là 9 năm rồi. Mỗi lần mà anh cầu nhau em cái việc đó thì em chỉ nói câu là bây giờ vợ chửi thì phải nghe, vợ địt thì phải hửi. Bây giờ vợ địt mà không hửi thì ai hửi? Đôi lúc mà đang ngủ á là miệng hả vậy nè. Cái rải chạy ra. Em ơi, đập em ơi. Gì anh? Nước rải kìa. Cái hút vô lại ngủ tiếp. Ha 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 ha!
Thôi em kể tới đây thôi. Tối... không dám kể nữa. Tức là còn đúng không? Dạ, nhưng mà tối về mới được ngủ chung với chủ. Nhưng mà biết đổi. Chứ không là ngủ ngoài đường. Kể nữa là tối không được ngủ chung với chủ. Dễ thương. Rồi bây giờ mong muốn bà chủ thay đổi điều gì? Dạ, thứ nhất thì cũng bớt nói lại. Bớt cằn nhằn lại. Thứ hai thì sạch sẽ hơn, thơm tho hơn tí. Tại vì lúc trước thì quen cũng thơm tho lắm. Mà sao về sau này sao càng ngày không thơm nữa. Mà lò bán quá mà. Còn em? Chung ảnh thì ok hết. Trong công việc ảnh tập trung hơn thôi là em mừng rồi. Hồi nãy em cũng nói luôn, trong từ điển của em là không có chữ tỏ tình. Thế nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, và đặc biệt là trên sân khấu này. Em có muốn nói, có muốn hành động gì với người chủ của mình hay không? Hôm nay nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới của vợ chồng mình, anh không có gì hơn thì chúc em càng ngày làm ăn càng phát đạt, và tình yêu của anh dành cho em lúc nào cũng 100%. Chồng em là một cái gu mà không có lãng mạn. Thậm chí là khi kết hôn cũng vậy. Tham gia chương trình này là giống như là em nói với ảnh là để hấp hôn á. Mà nhiều khi cần cái lãng mạn thì ảnh không có. Nên mà đến ngày hôm nay chương trình thì ảnh nói được như vậy là em cảm thấy em xúc động. Vợ chồng em cảm ơn chương trình rất là nhiều, và cảm ơn khán giả cũng rất là nhiều. Anh cũng cảm ơn hai bạn. Nói nghe nè, chồng em có duyên lắm á. Cái duyên ngầm của chồng em rất là ngầm luôn, mà rất là duyên dáng luôn. Thì chị thấy là sao em không phát huy cái đó. Em phát huy cái đó để cho cái gọi là cuộc sống của vợ chồng em nó càng ngày càng thú vị. Tại vì em biết không, thực ra em đừng mong chồng em giống như những người chồng khác. Có nghĩa là cái kiểu đó, mà vì chồng em có một cái nét rất là riêng. Đó, thành ra là em tận hưởng cái nét riêng của chồng em. Cực kỳ duyên dáng, mà nói câu nào là mắc cười câu đó. Chỉ có điều bây giờ em chỉ chịu khó em nói một số những cái từ ngữ nó hoa mỹ hơn một chút, nó gọi là nó nhẹ nhàng, nó say đắm hơn một chút với vợ em. Tại vì thực ra vợ em là một người phụ nữ quá giỏi, mà gọi là hy sinh sức khỏe nè, rồi nói chung là tuổi xuân này, nói chung tất cả mọi thứ để cho cái gia đình của mình nó hạnh phúc. Từ tay trắng mà làm nên như vậy là quá giỏi rồi. 400 ngàn mà bây giờ gầy dựng như vậy là quá tuyệt rồi, đúng không? Cố gắng giữ gìn nhau nghe không? Không dám nói xấu nhiều, sợ chủ cho ngủ chung. Đó, xin chúc cho em và người chủ của em sẽ luôn luôn hạnh phúc như thế này. Dạ, cảm ơn anh chị. Cảm ơn. Em là người nước ngoài đúng không? Đúng, dạ đúng. Ủa sao chị hay vậy? Ủa nhưng mà sao chị nhìn sao mà chị biết là người nước ngoài vậy? Tại vì cái nét của em á, nó cũng không có giống Việt Nam. Nhưng mà cũng không có hẳn. Tức là hiện giờ là thực sự là không có biết là cái nguồn gốc thôi. Nhưng mà sao bạn lại nói được tiếng Việt? Em sống ở Việt Nam 6 năm rồi. 6 năm? Dạ. 2 năm ở Hà Nội, 4 năm ở Sài Gòn. Và em là người Mỹ, là Nhật. Vậy là chị hay ha. Ảnh là gốc Đức á chị, chứ không phải là gốc Mỹ. Châu Âu. Trời ơi hay quá. Ủa gì ba mẹ là người ba là người gốc Đức, nhưng mà sống ở Mỹ, còn mẹ là người Nhật. Rồi bây giờ Hân Hạnh chào hai em. Mời hai em giới thiệu về mình. Em tên là Eric Bielefeld. Năm nay em 41 tuổi. Và em làm kỹ sư máy tính cho công ty Mỹ. Còn em? Dạ em tên là Nguyên, em 35 tuổi. Em là nội trợ. Tụi em kết hôn được bao nhiêu lâu rồi? Dạ tụi em kết hôn vào ngày 1 tháng 1 năm 2011. Có nghĩa là nay được 8 năm. Dạ 8 năm hơn. Như vậy á, đây sẽ là một trong những cặp vợ chồng mà giống như chương trình đã nói với quý vị khán giả. Có nghĩa là mình sẽ có những cặp vợ chồng mặc dù họ vượt trên cái 5 năm, nhưng mà thứ nhất là cái cuộc sống của họ tương đối là đặc biệt. Có nhiều những câu chuyện thú vị để chúng ta có thể chia sẻ, từ đó chúng ta lấy những cái kinh nghiệm cho cái cuộc sống tương lai của những cặp vợ chồng son mới về ở với nhau. Thành ra là chương trình rất là vui đó, rất là vui khi mà tụi em có mặt ở đây đó. Hai bạn là đã có baby chưa? Dạ em có hai cháu gái, một đứa 6 tuổi, một đứa 4 tuổi. Hai bé đều rất là quậy. Ở bên kia hay về đây với tụi em? Dạ về đây luôn ạ. Tụi em hiện tại đang sống ở Việt Nam được 14 tháng rồi. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại với chương trình. Eric với Nguyên có thể cho anh biết là hai bạn quen nhau từ khi nào, và cái mối tình của các bạn nảy nở ra sao?
Em và Win gặp nhau lần đầu tiên ở đám cưới của chị gái của Win. Và lúc đó khi em vào tiệc cưới, em lên cầu thang và thấy một cô gái rất đẹp, tóc xoăn, mặc áo đầm đẹp. Khi em giới thiệu với Win, em mới biết Win nói tiếng Anh rất giỏi. Thì em được nói chuyện thoải mái với cô ấy. Cho em thêm vô chỗ này, khi cô gái bằng tiếng Anh thì tự tin hơn. Đương nhiên rồi. Thế còn Nguyên, lần đầu tiên em gặp anh ấy thì em có ấn tượng gì về anh không? Dạ thì đầu tiên em gặp anh này em ấn tượng giống như chị Hồng Vân nói vậy, thấy thằng cha này ngộ ngộ, tay không ra tay, ta không ra ta. Dạ nhưng mà lúc đó thì tại vì đám cưới Việt Nam anh chị biết rồi đó, cũng 600 khách thì mình cũng không có để ý là từng người khách như thế nào, thì không có ấn tượng. Ảnh để ý em từ lúc đó, thì đến cái lần thứ hai gặp lại là ở đám cưới của cái người bạn, cũng bạn chung luôn, thì ảnh dạ đúng rồi, ảnh ngồi ảnh canh me sẵn đó, là xin để được ngồi kế bên em. Xong thì ngồi nói chuyện với em, thì khi mà ảnh nói chuyện á, ảnh rất là thông minh ở chỗ là ảnh không có hỏi gì về cá nhân của em hết, ảnh chỉ toàn hỏi về công việc thôi. Lúc đó em đang làm cho công ty quảng cáo, thì em cảm thấy ủa ông này chắc khách hàng tiềm năng gì đây sao quan tâm dữ vậy. Xong cái ảnh mới hỏi xin em cái name card. Thì em nghĩ hồi chắc được thôi mình tặng đi. Thì khi mà em đưa ảnh xong rồi á, ảnh cất cho túi kỹ rồi nha. Cái mới nói thật ra là anh không có quan tâm đến quảng cáo, anh chỉ muốn làm quen với em xin số điện thoại thôi. Trời, lúc đó em muốn giật cái hạt lại ra đâu mà hết đường ra, hụt hẳn. Em đeo đuổi bạn này lâu không? Sau khi hai đám cưới đó, em và Win gặp nhau mấy lần, nhưng mà Win bình thường đến trễ hoặc là huy hẹn luôn. Và em thấy rất là bực mình, không biết tại sao. Thì em nói chuyện với một bà thần và anh ấy nói chắc là Win có bạn trai rồi. Và đây là lý do không gặp em được. Tại vì lúc đó em làm cho công ty quảng cáo thì cái tuổi trẻ mình rất là sung sức, thì công việc nhiều lắm. Em hẹn anh ấy, ví dụ như hẹn 6 giờ đi, cái khoảng 5 rưỡi em gọi nói anh ơi chết em tới không được, em kẹt họp. Bây giờ anh ráng đợi tới 7 rưỡi đi. Cái 7:30 em gọi nói thôi chắc em đi không được luôn, anh về giùm em. Cứ lặp đi lặp lại mà không phải em muốn, mà tại vì công việc của em thôi. Sau đó thì tụi em không có liên hệ một thời gian rất là dài. Thì vô tình ảnh mới quen được một cái cô bạn làm chung công ty với em luôn. Cái anh mới kể là quen nhỏ đó mà nó chảnh quá, chắc nó có bồ nó này nọ. Thì cô đó cô nói không, nhỏ nó ế nhăn răng đó chứ. Nó còn ngồi cho công ty nó làm, tao chắc chắn là giờ chắc là nó còn làm tới sáng hôm sau đó. Thì anh mới biết thực sự là em bận thiệt. Thì bẵng đến gần Noel năm đó thì em cuối năm thì em phải nhắn tin chúc mừng Noel cho khách hàng. Cái em lười, em mướn nhỏ em họ của em cho nó 50.000 đó, giờ tao soạn sẵn tin nhắn, mày nhắn hết vô khách hàng của tao giùm nha. Chỉ cần nhắn y chang vậy thôi. Thì nhắn theo group mà cái vô tình cái dính cái tên ông này vô. Cái ổng tưởng đâu là em nhắn cho ổng, ổng trả lời quá trời luôn. Cái em thấy ổng trả lời thì em không biết là em nhắn cho ổng. Em tưởng chùa ông này sao chung tình quá, bị mình xù độ cả 6-7 tháng nay mà vẫn như vậy. Cái em mới quyết định là gặp lại, và kể từ đó là hai đứa gặp lại thường xuyên hơn. Lâu rồi không liên hệ với Win, và khi bắt đầu gặp lại em thấy vui. Và lúc đó khi gặp nhau, đây là lần đầu tiên Win đến trước. Đến trước em. Dạ, bình thường đến trễ. Chuộc lỗi đó, ý như là Win chuộc lỗi với em rồi. Một lần á là ảnh hẹn em đi ăn, thì lúc này em nghĩ là chắc là em muốn thoát ế rồi. Chắc là phải làm sao cho ông này vô trồng thôi, chứ giờ hoài cũng không nói gì hết, kỳ quá. Thì hôm đó cái em mới nói là anh này thì chắc là mê gái, nên gặp em lần đầu tiên là khen em đẹp, em trang điểm, em làm tóc này nọ. Cái lần đó thì em quyết định là đi gặp ảnh á là em không trang điểm gì hết. Em để mặt mày em dính sơn, tại vì nhà em đang sơn sửa nhà đó. Rồi tóc tai bù xù, rồi em mang dép kẹp. Cố tình làm xấu đó. Dạ em cố tình, không em xấu sẵn, anh nghe là không trang điểm thôi. Cái em đi gặp ảnh, thử xem cái thái độ ảnh như thế nào khi thấy con người thật của em là như vậy. Thì em tới nơi cái em thấy ảnh mới đầu chắc nghĩ là cũng hơi bị dội. Chắc tính chạy, nhưng mà suy nghĩ sao cái cũng ngồi nói chuyện với em. Xong rồi cái hai đứa bắt đầu quen nhau từ hôm đó. Vậy lúc đó Eric thấy Uyên xấu như vậy thì Eric cảm nghĩ sao? Thấy hết hồn không? Muốn đi luôn. Mà nếu đi thì mất lịch sự thì vẫn ở đó nói chuyện. Thiệt sự là muốn đi luôn đúng không? Thật là em không chỉ muốn gặp phụ nữ đẹp, muốn cô gái đẹp, thông minh, thân thiện, tất cả.
thì nếu một lần không mặc mặc áo đẹp, thì cũng không sao. Không sao. Coi như là ngày hôm đó là tụi em chính thức quen nhau. Dạ đúng rồi, hôm đó anh rủ em đi cái quán cà phê, lúc đó cà phê bệt, mình ngồi dưới đất á anh. Cái ngồi nghe nhạc sống, có ca sĩ hát chay cho mình nghe thì rất là lãng mạn. Cái ngồi cái thò tay nắm cái. Em có giật lại không? Dạ em khoái mà giật lại gì. Trời có nhiêu đó. Trời có nhiêu đó. Bao lâu thì anh cầu hôn? Bao lâu thì Eric mới cầu hôn em? Dạ khoảng chừng đâu 1.5 năm tụi em quen nhau á. Thì ảnh cầu hôn, mà cái cầu hôn của ảnh rất là đặc biệt. Mà em phải nói là em ngạc nhiên luôn. Đó là ảnh bí mật sắp xếp là tặng cho em 12 đoá hoa hồng trong 12 dịp khác nhau, thông qua một cái người thân của em. Có nghĩa là mỗi đứa hoa hồng đến á là sẽ có thèm theo một món quà và một cái người nào đó đưa cho em, mà em không biết người đó là ai, và kèm theo một cái lá thư kiểu như rất là bí hiểm, như là sẽ có một cái chiến dịch 12 đoá hoa hồng, và khi mà em nhận đủ 12 đoá hoa hồng sẽ có một cái chuyện gì đó rất lớn xảy ra. Thì em đang làm việc ở công ty, cái đoá hoa hồng đầu tiên đến là có cái anh ở cái quán cà phê Highlands, anh gọi cho em, anh kêu là chị ơi, có một cái người nó tặng cho chị ly cà phê và đoá hoa, mời chị xuống nhận. Thì em xuống em nhận, là em cũng không biết ai, em lọc ra em thấy lá thư, thì em về em cũng khai thiệt. Em nói là anh ơi, hôm nay có thằng nào khùng khùng tặng em bông thú quất. Thì em không biết của ổng, nhưng mà kiểu như là mình thật thà về mình khai thôi. Thì ổng cũng nghe nó chết rồi, cái bông hôi quá, chắc hôm sau đổi đi mua bông chỗ khác. Đến khoảng cái đó hoa thứ 5, thứ 6 thì em biết là của anh này rồi. Đến cái đó hoa thứ 10 là một cái vé máy bay đi Nha Trang, và ngày hôm sau là phải đi liền. Thế là em cũng ngạc nhiên, nhưng mà cũng ham đi chơi. Cái hôm sau gọi điện thoại lên công ty cáo bệnh, đi Nha Trang với anh này. Thì ra tới đó mới biết là ảnh thuê riêng một chiếc thuyền chở tụi em đi lặn. Xong rồi đi lặn về sẽ chở đi ngắm hoàng hôn. Thì sau khi ngắm hoàng hôn xong, cái thuyền chở hẳn em đến một cái bãi biển riêng mà ảnh thuê riêng luôn. Trên bãi biển có bàn ăn, và có đầu bếp riêng, có người phục vụ riêng, và có hoa hồng rải đầy với lại nến khắp nơi luôn. Thì em nói ông này bị khùng làm gì tự nhiên chơi lớn như vậy. Xong rồi cái ổng mới dắt em đi dọc theo bãi biển, đi xa xa để cho cái người đầu bếp họ không nghe mình nói gì đó. Cái tự nhiên ổng quỳ sụp xuống. Cái ổng cầu hôn với em, mà lúc đó em cũng run quá, em cũng không biết ổng nói gì, mình thấy nói quá trời luôn. Cái ổng hỏi em bây giờ là will you marry me? Em không biết ông nói gì đâu, em lùng bùng lỗ tai. Cái em nói nãy giờ anh nói em muốn nghe, anh nói lại từ đầu giùm em đi. Ông cũng nói lại từ đầu, cũng nói thiệt là dài. Xong em cũng lùng bùng lỗ tai, em nghe không được. Cái em nói anh ơi, giờ anh nói lại lần nữa đi. Cái ông nói bây giờ có lấy cái nhẫn không? Không lấy nhẫn là anh đấm vô mặt cho cái bây giờ. Trời ơi mà. Cái đó là bực thiệt nhiều. Đúng không? À, Eric. Nói đùa thôi. Thì lúc đó em chìa tay ra liền, thì đem nhẫn vô là xong luôn. Vậy thì là bao lâu tụi em mới cưới nhau? Dạ thì 6 tháng sau tụi em cưới nhau. Em cảm thấy em rất là may mắn. Lúc em lấy chồng á, thực sự là em yêu ảnh, nhưng mà em không biết là ảnh tốt đến như vậy. Người ta nói lấy chồng là loại tật xấu đó, mà thật ra lấy chồng em là loại cá tốt ra. Đó là ảnh cực kỳ tốt ở cái chỗ là biết chăm con. Giống như em lâu lâu cái em quải giỏ, em đi chơi mấy bữa là ảnh ở nhà chăm hai đứa con luôn á. Dạ. Chết rồi chị ơi, bây giờ chuẩn bị tới cái phần giặt mặt, giặt mặt bây giờ nhau, khui tật xấu nhau. Bây giờ em nói gì rồi, bây giờ có tật xấu gì của anh đâu nữa mà anh, em kể cho anh nghe. Anh có tật xấu gì không? Ráng bươn. Dạ có nhiều lắm. Trời ơi có nhiều lắm. Chồng em á thì bê bối. Thì em nghĩ đàn ông nào thì đa số đều là bê bối, chắc đây cũng vậy. Trời ơi, bác khẳng định mình luôn à. Không, tại vì em chê chồng em phải chê mé mé nữa chứ không có. Ví dụ như đi tập gym về đi, cái tụt cái quần xuống, cái để cái vòng tròn ở dưới đất, cái còn đi ra bước ra và cái bước ra cái đi luôn. Dạ xong cái để đó khi nào em dọn thì thôi. Với lại lâu lâu thì anh cũng có đi nhậu. Mà đi về cái hay bị ói, mà đi mỗi lần đi là đi luôn tới 2-3 giờ sáng, về cái mỗi lần là ói, mà rất là sợ. Vừa thấy mặt em mở cửa ra một cái là anh lỡ anh ói, anh xin lỗi em. Xong em thấy tội hay em tha. Thôi nhưng mà anh thấy quá dễ thương. Cảm ơn. Tới em đó. Rồi Eric, Quyên có thật xấu gì không? Dạ, anh có tội giàn không? Bởi vì Quyên có nhiều thật xấu. Em cứ nói đi. Nói đi. Đây là cơ hội để em vì, nói đó. Vì Quyên mê ngủ. Mê ngủ. Luôn luôn ngủ trễ. Bình thường em thức dậy trước, sau đó hai con, cuối cùng là Win. Đó nghĩa là em thức dậy là em lo cho hai con hết luôn. Và em phải nói với Win, vợ ơi, thức dậy đi, hai con phải đi học. Và rồi còn gì nữa? Mê ngủ. Khi Win giận
nhìn rất đáng sợ. giống một người giống như con lion giống như con khung. Lion đúng không? Yeah. Có giống không? Giống như bị khùng hả? Và lúc đó em phải chỉ im lặng, không nói gì. Nếu nói Win không nghe gì cả. Có đập đồ không? Thỉnh thoảng điện thoại một lần. Một lần điện thoại có đập chén không? Đập bát ăn cơm á, có đập không? Chưa. Và nữa là bàn chân Win bị nứt nẻ, giống dây nhám. Dây nhám. Tại mình ở Mỹ da nó khô quá chị. Bên Mỹ chị đi chị biết nó khô hơn ở Việt Nam nhiều. Thì qua bên đó hay bị nứt gót nhưng chân. Bây giờ mình đang ở Việt Nam vẫn như vậy. Em bị thiếu chất á. Dạ em cũng nghĩ vậy. Rồi còn gì nữa không Eric? Thế thôi. Tại nói chung về cũng muốn em nấu cơm cho ăn nên đâu có dám cui tiếp. Eric có muốn vợ Eric thay đổi cái gì không? Dạ em nghĩ em rất may mắn gặp người tốt giống Win. Thì em không muốn thay đổi nhiều. Em chỉ muốn Win tập thể dục một chút nữa để tốt cho sức khỏe. Rồi còn Win, Win muốn anh thay đổi điều gì? Em nghĩ anh cũng không có cần phải thay đổi gì hết. Nhưng mà chắc là phải tập thể dục nhiều hơn để cho hai vợ chồng khỏe mới có sức đi chơi. Thực ra với vợ chồng của Win với lại Eric á, Vân rất muốn chia sẻ với quý vị khán giả cho tới bây giờ là tụi Vân đã làm chương trình Vợ Chồng Son là được gần 5 năm trời rồi. Tiếp xúc với rất là nhiều những cái cặp đôi. Nhưng mà có một cái điều Vân để ý, Vân thấy vậy nè. Tất cả những cặp vợ chồng nào mà những cô gái Việt mà lấy chồng nước ngoài á, khi mà các bạn lên đây tham gia thì Vân đều có một cái cảm nhận là cuộc sống của những người vợ mà lấy chồng nước ngoài họ rất là viên mãn. Xin cảm ơn. Mời hai em giới thiệu về mình. Em xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Dạ em tên là Võ Thị Minh Huệ, em 32 tuổi, nghề nghiệp của em là giáo viên và em sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận, em tên là Nguyễn Hữu Dương. Năm nay em 32 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Hồ Chí Minh. Em làm trong lĩnh vực bất động sản. Rồi bây giờ nè, kể cho anh nghe cái chuyện đoán của đi cô cho ấy. Anh đó vui coi. Anh bất động sản đi mời cô giáo mua nhà. Anh bất động sản này nói chung là trong một cái dịp tình cờ nó có một cái miếng đất nó thơm quá. Rồi anh đi coi như là anh chào bán thì vô tình gặp cái cô giáo. Vậy ở trong trường bước ra thấy trời sao xinh quá. Chào gọi đầu tư bất động sản nhưng mà cô này cũng ghét quá. Chính vì cũng ghét cho nên là anh càng muốn chinh phục. Tìm mọi cách để mà chinh phục chỗ cho bằng được mà cuối cùng đưa được cổ và lấy cổ luôn. Đúng không? Đúng không? Dạ không. Trớt quớt đúng không? Dạ. Cái kỳ lạ nghe là chị, đúng lắm. Chị nhìn chị cảm nhận hai khuôn mặt này là chị biết là trớt quớt rồi. Dạ. Ông đúng rồi. Vậy không lẽ đó. Giờ ông dẫn cháu ông đi học? Thì đó, bây giờ đó, bây giờ em nói đi, cái cơ duyên nào mà em gặp cô giáo Huệ? Vào một cái buổi tối nó rất là tâm trạng. Thế thì em mới nghĩ rằng là mình cũng khá là lớn tuổi rồi nhưng mà vẫn chưa có bạn gái chính thức. Thế là em lên cái group bạn muốn hẹn hò đấy chị. Offline bạn mới hẹn hò đó đúng không? Chính xác ạ. Lúc đấy là 11 giờ đêm. Em mới thấy là cái cô này mới đưa cái tin này lên trong vòng chắc 1-2 tiếng thôi. Mình nghĩ chắc là ít đối thủ. Tức là ít người inbox nói chuyện này kia. Thì lúc đấy em mới inbox nói chuyện. Bạn ấy không có thấy trả lời gì hết á. Em nghĩ chắc là chắc kiêu kỳ lắm đây. Tại vì ở trên cái Facebook đó là chụp ảnh với người nổi tiếng nhiều lắm. Tại vì cô ấy cũng từng đi thi Thách Thức Tình Hài. Rồi một số chương trình như thế là giọng hát Việt đúng không nhỉ? Việt Nam Idol. Tức là em chờ đến ngày mai thì cũng tầm buổi trưa mới nhắn tin trả lời lại. Thì lúc đấy mới, tức là nói chuyện qua lại dần mới quen dần thôi. Rồi còn Huệ thì sao nè? Lý do gì mà khi em nhận rồi đến hôm sau, trưa hôm sau em mới trả lời? Em kể cái đoạn trước xíu. Em gái em là chuẩn bị lấy chồng. Ba má thì bảo là con là chị hai. Nên là cũng mong con lập gia đình. Thì em cảm thấy em để cho ba mẹ lo như vậy là mình không có tốt lắm. Quyết tâm là ăn Tết xong là em sẽ lập gia đình là năm 2020. Là năm vừa rồi. Bắt buộc phải có, phải có chồng. Xong rồi em có viết một bài để đăng lên bạn muốn hẹn hò group á. Nhưng mà em không có dám bấm cái nút đăng. Em viết mà nửa ngày sau em mới nhắn. Em nhắn xong cái có 150 bạn nam kết bạn Zalo với em. Thì em mới nghĩ trong đầu là em sẽ kết bạn và nói chuyện hết với 150 anh. Trong vòng một tháng nếu mà em thấy bạn nào mà hợp nhất thì em mới gặp. Em nhắn tin tới bạn số 5 là anh Dương thì em rất là thích ảnh. Cái kiểu như ảnh nhắn tin nó khác biệt với những anh đường trước. Dạ. Hai câu hỏi để test thôi. Đó là câu thứ nhất là anh có thích tập thể dục hay không?
Thứ hai là có thích đọc sách hay không. Xong rồi em thấy người mà mình mong muốn bây giờ nó xuất hiện. Xuất hiện rồi. Dạ. Đây rồi, ảnh đây rồi. Đó, dạ. Rồi. À, thế là quyết định gặp gỡ. Dạ, dạ ngày mai gặp luôn. Gặp luôn. Wow. Có nghĩa là từ lúc mà trả lời tin nhắn cho đến lúc gặp là mấy ngày? 2 ngày. Anh Dương kinh quá, anh Dương cao thượng quá. Bây giờ anh rất nôn nao muốn biết là cái lần đầu tiên gặp nè. Hai đứa quyết định gặp nhau lần đầu tiên ở công viên Phú Mỹ Hưng này. Vợ thì lúc đấy yêu cầu là không có mặc quần áo dài, chỉ có mặc quần áo số thôi, để thể thao bình thường đi chạy bộ mà. Coi như là hẹn nhau đi chạy bộ. Thế là lạ rồi đó. Thế là lạ lạ. Thì ý của con là muốn xem thứ ảnh có khỏe mạnh là em test luôn á. Xong rồi con thấy ok, được. Con mới hỏi là chia sẻ về sách đọc như thế nào, rồi gia đình như thế nào đó, con hỏi thêm. Huệ là ok nhưng mà còn bạn thì sao? Thực sự là thích ngay đấy. Thích ngay, gặp thích ngay, thích luôn. Ngay. Giống như cái câu của chuyện Kiều là tình trong như đã, mặt mày còn e đấy. Mình nghĩ rằng cái cô này chắc là vợ của mình. À, tự nhiên có một cái linh cảm á, đúng không, cảm là cô này sẽ là vợ của mình. Còn bạn Huệ có linh cảm anh này sẽ là chồng của mình không? Lúc mà con đọc tin nhắn đầu tiên á, là con test hai câu hỏi là con thấy anh... linh cảm rồi. Dạ. Ghê thật là... cô này còn đi trước cô bạn này nữa. Có nghĩa là chỉ có vỏn vẹn chỉ có 2 ngày thôi đó. Dạ. Mà đã có một cái gì đó rất đặc biệt về cái người kia rồi. Dạ. Nhưng sau đó thì bao lâu chính thức mới là nụ hôn đầu tiên? Có nụ hôn đầu tiên. Dạ, để nhường cho anh Dương trả lời. Dương. Anh Dương. Thực anh sự là đi. Cái buổi hẹn hò ngày thứ hai đấy là hôn má thôi. Là tất cả khi mà cái hôm đi mà chơi thể thao về á, hôm thể thao với quá là đấy hôm là hôm đầu tiên. Còn cái hôm kế tiếp hôm đấy là hẹn gặp lần thứ hai á, là khi chở bạn ấy về, nhưng mà thường là giống như mới đầu gặp á mà đi về nó sớm quá này cũng không hay, để hỏi là em thích đi chơi cái này đi kia nữa, thế thì lượn một vòng 1 tiếng đồng hồ nữa. Xong về, trước khi về thì tạm biệt thì bạn gái có hôn lên má. Em là chủ động em hôn lên má anh Dương luôn hả? Dạ. Anh có kêu, anh có gợi ý không? Dạ không, cái này là do con kiểu như em xem phim Hàn Quốc á, xong em hình như em bị nhiễm hay sao. Thì về cái là nhót chân lên á, hôn má anh ấy một cái thôi. Dạ. Rồi Dương sao? Dương tối sao, sao Dương tối hôm đó Dương bất ngờ, thực sự bất ngờ, bất ngờ đến mức mà buổi tối không ngủ được. Tại vì trong thâm tâm chính em này là nghĩ rằng là cô này là sẽ là vợ của mình, và nếu như dành ra cái thời gian nhiều nhất á, thì có nghĩa là dành thời gian cho cô gái này để mình mong muốn là cưới trong năm 2020 á. Và cuối năm thực sự là diễn ra đám cưới. Và cái lúc đấy đến lúc quen nhau đến khi cưới đến, diễn ra có 8 tháng rồi. Tức là hai bạn này đều có một tư tưởng rất giống nhau, là đều nghĩ là phải lấy chồng hoặc lấy vợ trong năm 2020. Chính xác. Cho nên là chính vì vậy mà cái chuyện các bạn mà kết hôn coi như là liền đó là cái chuyện mà đương nhiên đó. Dạ. Như vậy lần thứ hai là hôn má. Rồi lần thứ ba, lần thứ tư có cái gì đặc biệt hơn nữa không? Sinh nhật em. Thì vợ kể đi. À, anh Dương kể hay hơn, tại vì anh đọc nhiều sách á. Anh nói chuyện lưu loát hơn con. Cái hôm sinh nhật á thì là tổ chức sinh nhật trước cho vợ trước là 4 ngày. Nhưng mà cái hôm đấy thực sự bất ngờ, tại vì bản thân em này tổ chức sinh nhật nhưng mà lại gọi anh em, tức là anh em nhà vợ ấy, có vài đứa em á dẫn theo một hai người bồ thì tới đó. Thực sự em rất ngại tại vì chưa chuẩn bị này kia các thứ mà gặp nhiều quá. Lại lúc đấy là thường là đi chơi bình thường thôi, nhưng mà lại vợ lại bảo là tới để gặp bữa giống như ra mắt này kia. Nhưng mà lúc đấy thì là hơi bất ngờ, nhưng mà đã vào cái thế rồi đã bắt buộc phải làm. Và chỉ có vậy thôi, nhưng mà cái hôm đấy là cũng diễn ra nụ hôn thứ hai. Có cái gì nữa không? Có cái gì mà làm cho Huệ bất ngờ hơn ở Dương nữa không? Anh tỏ tình với em như thế nào? Anh cầu dạ, hôn lúc cầu hôn á, lúc cầu hôn là con thấy sao đâu cụ thể? Sao anh kể luôn? Trời ơi, cái gì cũng anh Dương kể chứ vậy? Dạ thì lúc cầu hôn em là sinh nhật em là ngày 18 tháng 3. Nhưng mà quyết định ngày cầu hôn là ngày 14 tháng 3. Dạ là ngày lễ Valentine trắng á. Xong cái ảnh hẹn con ra ngay chỗ cầu ánh sao á. Xong rồi con đi ra đó, xong rồi ảnh quỳ xuống cầu hôn, nhưng mà do đông người quá còn ngại á. Xong rồi con ho kia thơ thơ đừng có quỳ chỗ cái cầu. Đông người quá em ngại lắm. Xong rồi rủ ra ngay chỗ cái cây á. Xong rồi vẫn cầu hôn mà em vẫn kịp quay lại một video để làm kỷ niệm. Cầu hôn rồi có đưa nhẫn đưa ơ hay là đưa thư đưa từ gì không? Dạ đây á. Đó. À, cái nhẫn cầu hôn anh kể lấp lánh. Anh kể cái nhẫn này.
thì trao nhẫn cầu hôn vậy thôi chứ. Ý là anh đã thiết kế cái này ra giấy ạ. Là sao? Anh kể là đi. Anh tự anh vẽ, anh Dương kể đi Dương. Cái nhẫn này là thiết kế thủ công chứ không phải là hàng sản xuất hàng loạt. Em thích cái ý tưởng như thế nào thế thì em ra quận 1 em đặt theo cái ý đấy là nghệ nhân họ làm theo đấy. Hay quá, sâu sắc quá. Nhưng mà nè, lá thư nữa. Có lá thư 12 trang nữa. Thư 12 trang. Dạ. 12 trang A mấy? A mấy anh? A4. A4. 12 trang A4. Dạ. Em biết cái gì mà nhiều dữ vậy? Trời đất ơi. Thực sự là chưa cái hôm chưa đến cái hôm tỏ tình đâu thì bạn gái hỏi là em muốn cái câu chuyện em hơi giống bố mẹ, tức là bố mẹ vợ ngày xưa là hay viết thư tình cho nhau. Thế thì muốn em là muốn cũng viết thư. Thế thì em mới hỏi là thế thì ba em viết cho má là bao nhiêu trang? Thế thì Huệ mới trả lời là 4 trang. Mà em thường là mong muốn là làm vượt quá cái sự mong đợi cơ. Thì em viết lên lúc đấy là 12 trang. Chà, có gấp 3 lần với nhiêu. Mà anh viết gì trong 12 trang giống như thế là 1 tháng 1 trang ấy, kiểu vậy đó. Là con số 12 em ấn định là 12. Em viết từ buổi tối hôm nay đến sáng hôm sau hay sao. Mà em viết cái gì ở trong đó? Ví dụ như là một cái kế hoạch hay là một cái câu chuyện về em, cuộc đời về em để em bày tỏ với cô. Trong nội dung đấy thì em kể về cái quá trình là mình quen biết cũng như thế là luật hấp dẫn đấy. Hấp dẫn hai người là có ý muốn có một số tính cách của người đối phương này. Thứ hai nữa là có một số cái mà nét tương đồng giữa hai người. Và em cảm nhận được là mối quan hệ này có thể duy trì để đi xa được. Và nói chung là em viết bay bổng trong đấy cũng nhiều lắm. Nếu 12 trang thì thực sự nội dung em không biết kể đâu. Đúng rồi. Và bây giờ cái lá thư đó là vẫn giữ thật là kỹ đúng không? Dạ. Em có giữ. Vợ đúng vẫn giữ làm kỷ niệm. Dạ. Rồi rồi tình yêu trong sáng mà nên thơ quá chị. Nên thơ lãng mạn quá luôn á. Hai đứa yêu nhau là bao lâu thì mới cưới ta? Mấy tháng ta? Dạ 8 tháng ạ. 8 tháng là bắt đầu làm đám cưới. Dạ. Rồi có giữ cho nhau tới ngày cưới không hay là có thử trước hay như thế nào không? Thì kiểu như là ra mắt ba mẹ em với lại ra mắt bên phía chồng á. Rồi xong rồi em với ảnh với làm được việc đó. Nhưng mà trước đó có lãng mạn không? Ngày trước khi làm chuyện đó thì là hai đứa có lãng mạn. Có nghĩa là anh Thuận anh hỏi mà nó bị không có rõ ràng á. Có nghĩa là cái lần đầu làm chuyện đó là ở đâu? Ở thành phố Hồ Chí Minh hay ở Vũng Tàu hay Nha Trang hay Đà Lạt hay ở quận mấy? Nếu ở thành phố Hồ Chí Minh thì quận mấy? Đó ví dụ vậy đó, anh hỏi vậy đó. Để anh Dương kể ạ. Cái gì cũng để anh Dương kể chứ. Sao chị em cùng câu quá vậy? Cái gì cũng để anh Dương vậy? Tại vì Dương là luôn luôn mang đến cho em một cái sự lãng mạn. Dạ. Đúng không? Dạ. Thì anh muốn hỏi là trước khi làm cái chuyện đó thì ảnh có tổ chức một cái tiệc hay là có làm một hành động gì đó rất là lãng mạn để đi đến cái phần chuyện ấy? Dạ có lãng mạn nhưng mà ý là còn em muốn anh Dương kể tại vì nó sẽ hay hơn. Thôi vậy em vô trong ngồi đi để Dương kể. Dương kể đi. Sao Dương? Dương kể. Thôi Dương kể đi. Tại cái khúc đó anh Dương kể có hợp lý hơn. Tại vì hai đứa là khi thoảng thì cũng liên hệ với nhau nhưng mà liên hệ với nhau thì thường là cứ ấn định là cuối tuần là gặp nhau. Thế vào một hôm cuối tuần thế thì em cũng hẹn ra cầu ánh sao là ngồi trên cái đồi bãi cỏ rất là lãng mạn mà trời cũng thực sự là nhiều sao đấy. Thế thì em mới ngồi thế thì cô ấy ngồi bên cạnh nhưng mà cảm giác như hơi lạnh nên là cô ấy lại ngồi đằng trước, tức là dựa vào người em. Thế em mới hỏi là anh là cũng biết kỹ năng massage đấy. Tức là em massage cho cô ấy và thế là cô ấy lại hỏi là chỗ đây đông người quá ngại. Thế thì bạn ấy lại mới nói là tìm cái chỗ khác không phải chỗ này. Thế em mới đưa ra chỗ Kim Sơn quận 7 á. Đấy thì đấy là cái buổi gần tiếp theo đấy. Mà ba mẹ em á, ở nhà là dặn bốn chị em, ba chị em gái á, có một em cô Út nữa là phải tổ chức đám cưới xong rồi mới ấy việc đó, tại sợ là ăn cơm trước cảng á, ba em lề nếp đó. Nhưng mà sợ người gái mình đi cơm sau. Nhưng mà riêng bản thân em lại suy nghĩ nó khác là cái đó nó cũng thật sự là quan trọng trong hôn nhân. Đúng. Nếu mà không hợp nhau nó cũng khó là lâu lâu dài được. Nên là khi mà ra mắt ba với lại ra mắt bên chồng xong thì bọn em mới quyết định việc đó. Như là một phần do cái bàn tay ông massage điêu luyện quá. Dạ.
đúng không? Dạ. Rồi sau đó là quyết định là cưới luôn. Dạ. Đúng không? Em rất là ấn tượng ở một chỗ nữa là lúc mà anh Dương về nhà ra mắt ba em vào 30 tháng 4 á, năm 2020, là anh Dương vô nhà em, xong rồi mẹ em thì đang ăn chay trường đang tụng kinh Phật, còn lúc đó sáng rồi, xong rồi ba em ở nhà dưới, xong kêu ba con dẫn người yêu về ra mắt ba này, ba vui không? Cái xong ba nói là ủa thiệt hả con? Sao nhanh vậy? Cái xong cái xuống anh Dương chào ba, không biết chào kiểu sao mà ông ba chạy lên nhà trên, xong ba giơ hát hai bàn tay lên là ba bảo là cho con rể 10 điểm. Dương, em làm gì mà Dương? Con, em nói biết... cái gì Dương? Em thể hiện cái gì mà ba giơ 10 ngón tay vậy Dương? Thực sự là em có nói gì đâu, em thực sự không nói gì cả. Em thấy là mẹ đang tụng kinh trong nhà, ba thì bên ngoài, mà trong đấy không có ai mời em vào. Vậy thì đi vào trong rồi, thực sự là em không biết đứng gì cả, đứng ngoài thôi. Đứng ngoài thôi, thế thì ra ba nhìn thấy mình thì mời vào này kia thôi. Xong thì Huệ mới hỏi là cho mấy điểm, tức là lén lút, tức là em không có biết đâu. Đó là nói nhỏ đấy, là ba cho anh ấy mấy điểm. Thế thì ba mới trả lời như thế. Thực sự là em cũng không có nói gì trước cái hôm đấy. Họ nói chung là tại vì thứ nhất là nhìn thấy kết đó chị. Đúng rồi. Thấy cái hình thức, nhìn ban đầu tổng hiểu sao nha. Có những người mình vừa gặp cái là có cảm tình liền á. Xong rồi em có hỏi với anh Dương là lúc mà anh gặp ba em thì anh thể hiện động tác gì không mà ba em lại cho 10 điểm. Có không, anh Dương ảnh mới kể cho em là ảnh có theo người Nhật Bản là cúi đầu kiểu sâu xuống một xíu. Với lại rất là sâu, với lại mình kính trọng kiểu kiểu vậy đó. Đang là... rồi thế là một mối tình đã gọi là nên vợ nên chồng, lãng mạn rồi, rất đẹp. Rồi bây giờ sống với nhau đã được mấy năm rồi nhỉ? Vợ được mấy thời gian rồi, quen nhau thì từ coi như là 2021, nay 2021 thì ủa gì mới đây ạ? Mới cưới đúng không? Năm 2020 đây là vài tháng chứ mấy, đúng không nào? Trong vỏn vẹn vài tháng. Trong vỏn vẹn vài tháng đó thì anh và chị có những tật xấu gì mà mình phát hiện ở nhau? Và đây là cơ hội để cho các bạn khui, khui các đó. Bạn khui ra và để các bạn mong muốn đối phương thay đổi để mà gia đình mình sẽ hạnh phúc hơn. Rồi đến cái phần này thì không biết là cô Huệ có để cho anh Dương anh kể trước không ạ? Em kể trước. Đó thấy chưa? Hồi nãy cái gì cũng vậy. Thôi để anh Dương kể, anh Dương kể hay lắm. Để anh Dương kể đi, để anh Dương kể đi. Đến phần khui tật xấu. Dạ thôi để em kể. Đó rồi. Mày nói đi nào. Dạ, anh Dương thì ảnh hay thức khuya. Em không thích điều đó. Thứ hai là tắm khuya nữa. Trời, tắm khuya là không được nghe. Dạ, không được. Với lại mà tắm nhiều lần trong vòng một ngày. Mà tắm mỗi lần như vậy là tắm nửa tiếng, con thấy hơi lâu. Em thấy như vậy cũng hơi tắm lâu. Khuya mà tắm lâu là vô cùng nguy hiểm. Dạ. Nhưng mà nhiều khi mà vô toilet không biết có tắm không? Một ngày tắm nhiều lần thì tốn tiền nước vậy thôi. Rồi gì nữa? Mỗi lần mà ảnh nghiên cứu một vấn đề gì đó thì ảnh rất là tập trung, mình cần phải kiểu như không được quấy rầy á, như vậy thì con cảm thấy con bị tụt, cái nghĩa là không có được như cảm xúc của mình á, bị sụt hạng á, hiểu không? Sắc của ảnh là hơn mình á, ví dụ vậy, cái vấn đề đó của ảnh là hơn mình đúng không? Dạ, kiểu như là con đang muốn kể chuyện như thế này, chuyện vui à, nhưng mà ảnh lại đang tập trung vào vấn đề ảnh cần nghiên cứu. Sau rồi ảnh nhiều lúc ảnh hăng say muốn diễn thuyết hay là muốn thuyết trình một vấn đề nào đó cho con nghe thì lúc đó con lại không có muốn nghe nữa, mà ảnh cứ nói hoài, nói không ngừng nghỉ luôn. Nghĩa là có khi nào mà bắt em phải ngồi ở đó để mà ảnh nói không? Có luôn. Anh là một khách hàng vậy đúng không? Ngồi nghe diễn thuyết đó đúng không? Tại vì con có một cái bảng học á, ảnh cứ đứng lên rồi giảng cho con nghe, nhiều lúc mà con mệt mà con buồn ngủ luôn mà con không dám nói nhiều. Mà nói về cái vấn đề bất động sản đồ, đất đai, nhà cửa đồ hay sao? Dạ, nói về đa mọi chủ đề luôn ạ. Cứ chủ đề nào mà ảnh thích là ảnh nói. Rồi còn gì nữa không nè? Dạ, lúc mà nấu cơm hoặc là rửa chén á thì con cũng muốn chồng con làm cùng á, phụ con. Dạ, cho vui. Tại vì con thích vậy. Thích mình vậy đó đúng không? Dạ. Mình là Huệ làm hết. Dạ, ông chồng con nấu ăn ngon lắm. Nhưng mà con thích. Mới lấy nhau mà, vợ chồng son mà. Cái gì cũng thích làm chung hết á. Dạ. Rửa chén chung, giặt đồ chung, tắm chung, rồi ABCD cái gì cũng muốn chung cả. Đó, vấn đề là như thế. Dạ. Rồi, bây giờ chồng mình có khó tính không?
Dạ, ảnh thì rất là chỉnh chu, rất là đi ra ngoài hay là đi đâu đó là rất là, con thấy là một người cầu toàn á. Cầu toàn. Dạ. Và tức là có khó tính với Huệ không? Dạ. Ngay cái chuyện mà thấy ngồi mà ngồi im vậy nghe ảnh diễn thuyết á, là thấy có vẻ hơi khó tính rồi đó, đúng không? Khó tính của gia trưởng hay không? Kiểu như là rất là nghiêm túc. Con thấy rất là nghiêm túc chứ ảnh thì rất là chiều con. Rồi. Vậy thì bây giờ cái điều mà Huệ muốn anh Dương thay đổi là cái điều gì? Dạ, thứ nhất đó là tắm một ngày ít lần thôi, và mỗi lần tắm thì nhanh lên một xíu. Rồi thứ hai là không được tắm khuya nữa. Nhưng mà tắm thì trước 7 giờ tối là được. Dạ. Rồi không được thức khuya. Thức không khuya quá. Dạ, 11 giờ đêm là phải lo ngủ rồi. Là con thích điều đó. Rồi lúc mà nấu ăn á, hoặc là rửa chén, hoặc là làm bất cứ việc gì á, thì con em rất là muốn chồng em làm chung. Dạ. Rồi. Em rất là thích điều đó luôn. Vậy bây giờ anh muốn hỏi là hồi trước đó, là lúc mới gặp á, là đi chạy bộ chung với nhau. Đó, rồi sau đó là cũng có tập thể dục chung với nhau. Vậy thì bây giờ là vợ chồng với nhau rồi thì có còn tập thể dục chung với nhau? Dạ, anh hay rủ, ngược lại anh hay rủ em tập thể dục. Nghĩa là dạo này em lười đúng không? Thôi nói tóm lại á, là cái điều mà Huệ muốn á, là theo chị là chính xác. Tắm bây giờ á, mình quy định đi buổi sáng trước khi đi làm, rồi đi làm về là tắm. Tắm xong rồi ăn, rồi mình nghỉ ngơi. Rồi đó mình ngủ sớm một xíu, đúng không? Hồi đó tắm nửa tiếng, giờ á, xuống đi 20 phút đi, hoặc 15 phút thôi. Đó, hiện nay vậy là làm được. Được đúng không? Rồi trong nhưng thời mà có gian... cái thói quen là tắm, như vợ bảo là tầm 7 giờ em hay tắm, không tầm 10 giờ hay là 12 giờ không? Trời ơi trời, nguy hiểm em lắm. Em đừng bao giờ nên tắm khuya. Tắm khuya. Đúng không? Em đừng bao giờ nên tắm khuya, nguy hiểm lắm cưng. Đừng. Em biết không, có rất là nhiều những cái nguyên nhân dẫn đến đột quỵ là do tắm khuya đó. Nghe. Đó. Rồi bây giờ tới em, Dương. Tên Dương đó. Sao nè, tật xấu của ấy là gồm có những gì nè? Tật xấu là em muốn vợ thay đổi đây là đọc sách á, là phải đọc cho nó hết, và ít ra đọc hết rồi thì phải nói cho em biết được cái nội dung. Tại vì nhiều khi em kiểm tra và thấy chỉ biết cái tên của sách thôi, chứ nội dung nó cái là không có nói cho em nghe được đó. Là em test lại là không có được. Tại vì là em dối lại là em biết rồi, em biết rồi. Tại vì là em thích đọc mấy cái gì em thích thôi, chứ đọc trọn vẹn một cuốn sách thì ít lắm. Tức là một trường á, là thích cái gì á, là đọc cái đấy thích thôi, cái chứ gì không là bao đọc giờ đọc cũng dạ chứ em thích đọc hết. Mà sách vở khi em mua về là em hay đọc từ đầu đến cuối. Và thực sự là... Rồi, rất là nhiều cuốn sách nó dày như thế này. Ba bốn cm á, nhưng mà phải cố đọc hết. Đó là cái mong muốn của em, là muốn Huệ phải đọc hết cuốn sách. Những cái gì mà mình đọc, không đọc thì thôi, đọc thì đọc cho hết, đúng không? Rồi. Mình thì lại cái này nè, mình dạo này em vậy nghe, em đọc sách á, em hay đọc mà mục lục á. Dạ. Coi những cái phần nào anh thích anh đọc. Anh lại giống như Huệ. Dạ. Và anh nghĩ thời buổi giờ nhiều, quá nhiều việc, cho nên cái chuyện đó cũng là một cái lựa chọn của mỗi người. Chính xác, đây là sở thích thôi chứ không thể nào bắt người ta giống mình. Dạ. Rồi, tiếp đi. Rồi, tiếp đi cưng. Tiếp theo nữa là mong muốn là vợ em nấu ăn chín chu hơn. Tại vì nhiều khi không chín chu lắm. Tức là cô ấy không nấu ăn nó bài biển ra. Chồng em thì nấu ăn ngon, còn em thì nấu ăn chưa cũng ngon. Nấu ăn là ăn được thôi. Tại vì chồng em yêu thương em nên là cố gắng ăn cho em vui. Chứ em nấu cũng chưa ngon lắm. Rồi bình thường là phải chuẩn bị tất cả xong hết rồi, rửa sạch rồi, bày biện xong rồi, lúc đấy là mới bật bếp nấu này kia. Nhưng mà vợ chưa biết gì là cứ bắt nước lên hay là cứ bật bếp thôi mà là trong em nấu đấy luôn. Làm cái gì rửa nhanh ra, nhanh. Mà mấy cái đấy em không thấy cái nó... đó thì lại không được đó, cái đó là phải gấp làm gấp với chồng á. Đó. Tránh bị khét rồi bị này kia. Nhiều cái đó. Nếu mà nấu bằng bếp ga là nguy hiểm lắm á. Dạ. Rồi tiếp tục những tật xấu nữa nè. Thứ hai đó là nhiều khi vợ chồng giận nhau á là hay là bắt em, tức là em thức khuya quá mà vợ cứ bảo em đi ngủ, mà không đi ngủ là vợ giận là cứ ra ngoài ngồi, khi nào mà xuống công viên em ngồi. Đi ngủ rồi mới xuống hồ bơi ngủ ngồi. Tại vì hai vợ chồng ở chung cư á, là vợ cứ xuống hồ bơi dưới là cứ nhìn trời nhìn đất nhìn mây vậy thôi. Hai vợ em đặc biệt em là không nghe, có giận nhau không quá nghe 10 đi phút ngủ sớm á, là giận như kiểu vậy. Nhưng đặc biệt là chưa bao giờ giận quá tầm 10 phút. Cứ sau 10 phút là hòa nhau và vui vẻ. Rồi tiếp tục, trong nhà có gì vui không? Cô ấy có tính tình đó là chững chạc hay là con nít hay là
trẻ con không? Tính tình của trẻ con không? Nãy giờ thấy nói chuyện là thấy có vẻ vẫn còn con nít lắm nè, đúng không? Vâng, chính xác ạ. Em thì bằng tuổi với vợ, nhưng mà cái suy nghĩ với cái thứ nó khác. Và em cảm nhận như là mình lấy phải một cái cô mà giống như là em bé. Nhiều khi giống như là một cô khoảng tầm 16, 18 tuổi thôi. Và ngây thơ không biết sự đời vậy đó. Nhưng suốt ngày là cứ... tức là mơ mộng người này kia, rồi cũng điệu điệu, rồi là nói chung là làm những cái việc mà em không nghĩ rằng đấy là người 32 tuổi. Ví dụ là thích vệ sinh sống áo hay chụp ảnh rồi này kia cái thứ cái mà em đều cấm là đừng có chụp ảnh như anh, nhưng mà suốt này chụp lén này kia thứ, và cái đấy thực sự em không có thích. Có quay video clip em không? Nhìn nhiều cái quay cười mình là gửi cho mẹ vợ. Không có đăng Facebook không? Đăng Facebook thì quay video thì em không đăng. Em mới hỏi ảnh là cái này em đăng được không, thì ảnh cho thì em mới đăng. Còn không thì thôi em gửi cho mẹ má. Vậy em mong muốn vợ của em thay đổi những gì chưa? Cái tính cho con thì em không biết là có nên thay đổi hay không, nhưng em nghĩ thế là được rồi. Và vợ em thực sự em chỉ yêu cầu là vợ em chỉ đọc sách thôi, tại vì thực sự em rất là thích sách vậy thôi, chứ không có cái gì hết. Không có gì phải thay đổi nữa. Và từ khi lấy vợ về đến giờ em thấy thực sự là an vui, an nhiên, sống một cuộc sống hay quá, bình lặng. Không, Dương thấy được điều đó, tức có nghĩa là Dương đang hạnh phúc đó. Dương đang tận hưởng cái hạnh phúc của mình đang có. Đúng rồi. Và đây là một nửa của em thôi, thật sự đó. Chị thấy bây giờ hai đứa đang ở trong cái giai đoạn là gì biết không? Là bắt đầu cọ sát với nhau để mà hòa nhập á. Vâng. Dạ. Bắt đầu tìm hiểu về nhau, về tất cả mọi thứ. Thì chắc chắn là không thể nào mà một ngày, một lúc mà có thể làm được cái điều đó liền. Dạ. Thì thành ra là nương nhau để mà xem là... Giống như nãy em nói đó, có những cái là mình thấy là con nít đó, cái nọ, nhưng mình thấy cái đó được cô Tư. Tại vì thực ra người mà có cái tâm hồn như vậy á, đỡ lắm em ơi. Chị nói thiệt, tự nhiên mình bị chín chắn, mình bị già quá, mình mệt lắm. Thành ra là cô này cổ dạy con nít mà, cho nên là cổ dạy đi cho nó tốt. Yeah. Đó, rồi ngược lại á, thì ảnh có những cái mà ảnh mong muốn ở em á, là cần phải chững chạc này kia nọ. Thì em cứ yên tâm, khi mà em có bạn này có em bé gái, tụi em có con gái là tự động cái sự thích nghi liền. Cho nên giờ hiện giờ là hai đứa đang ở trong cái giai đoạn là tận hưởng cái hạnh phúc mà mình đang có, tìm cách hòa nhập vào để mà tạo được một cái gia đình, để chuẩn bị chờ đón cái đứa con của mình. Đó, thì cố gắng đi. Bây giờ có muốn có con không? Dạ, muốn đang không? Thả 2 tuần à? Đang mới có 2 tuần à hả? Dạ. Em chúc luôn đi em. Cho trước khi luôn. Anh chúc đó thì anh cũng mong là em phải làm sao hạn chế tối đa cái việc mà để vợ xuống hồ bơi ngồi ngắm trăng ngắm sao dễ dàng diễn viên. Thật ra nhiều khi thức khuya mà vợ nhiều khi á, không phải là cái chuyện mà lo cho chồng thức khuya không, mà nhiều khi lẩy á. Đó, đừng có thức khuya nó vô ngủ với em đi anh. Thấy không? Phải hoạt động liên tục lên thì em bé nó sẽ xuất hiện. Nó sẽ xuất hiện thôi. Và với cái việc mà hai em lúc nào cũng mong muốn có em bé như vậy thì anh nghĩ sẽ tới thôi. Và anh cũng chúc cho hai vợ chồng Dương nghe và Huệ trong năm nay sẽ có tin vui. Qua năm sau trai hay gái gì cũng được đến với gia đình của em nghe. Một em bé khỏe mạnh chào đời trong sự hân hoan của hai gia đình nội ngoại. Dạ, em cảm ơn. Xin cảm ơn hai em. Rồi, 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 rồi.